Bạch Cam chuyên đầy thí nâng phải chơi nâng sọc cỏ cô khát bồ sát, bàn cháu đã ngà thó thả bàn bật bật tầm bờ bụng lối cái nông cà bàn cháy đây lầm lời thàn, hai nâng cà đọt đốt đầy bầy dạ cố mình trầm trứ, nâng nông phùm cỏ lanh khung các bà trạc. Cha đầm nàng dạ cố mình chạy thà đầy bầy dị tràn rồi hệ tá nơi đầm bọn nút, từ ba đã ngà thó chốc vọt vến bàn cháy tại oi bồ rọt trầm nạ trốc, nâng thùi ca lụa đô giang án nà thập bật tài. Chà lục chính chỉ thá miễn thực đầy đầy cáp bọn mình này. Đồng náng xa, cũng nâng xa ca mà chôn đầy thịt nâng ngay tì bì khai mỹ nía, bàn xâm đánh ca khọ chặt chùm pua à nhà thô srok, nâng môn trây chùm niêm xô rìao đầy mùi chùm nguồn đại bàn vọt vệnh đầy prấy, nâng chùm nót phnom tạ đol nây khum các bà trách, chanh chìa phong ca mà sật ai kỳ chôn. À nhà thó bàn đó đô đầy prây xa cùng chùm nguồn 500 hectare đại pro chiếc bồ rọt nà xôm thơ chìa đầy prây xa cùng nâng đồng bọn phnom tạ đol nút. Tờ tăng nơ lỡ tì tăng đại khmiên prây, nâng miên mà nụ ruột nấu, bằng có bằng can phol pro chạm thang ngay tờ vinh. Sa cá mà chôn đầy thli nâng prây chơ pro chạm sọc rò cò lục cột vinh miên pro xa thá, ca bị chám pi pon buồn, miên pro chia pro roạt khong khom khba trách, chùm nôn pro buồn phùm, nòm khnia đặt mẹ đáy, na xom tục đầy prây sáo, nơ phnom tạ đol tùm hôm chiêng 500 hectare chia đầy prây xa cùng. Sầm nà ní, trao bán anh nhà thô phùm, nâng khum ai kịp hiếp, có bàn tay anh nhà thô sọc bạc đi xe, đòi xâm án thá, đây đại bán sna xôm nụ, miền chùa bẹ bón, nâng đáy rộ bọc rộng hôn phía bì mệt. Có bàn tay còi mốc, nâu ấm long chăn pi bón đọc mùi, rọt thà bị báo, bàn chân chực đây chun đầm đăng mùi, xôm cạt đấy, chân pi rộng hôn, tùm hùm 500 hectare, tục chia đầy prây xa, cúm, không có bà trạch. Một đó thằng ấy đi, nâu tí bị chi vào bạn đầy nâng bè lửa hơi, bè chi ở nhà thô nâng có đọ hút, đây bị chi vào đó nâng như đặt thạc công mình, để đây có đặt tay thò lòng. Hay là đây thạc công phức, đây bị chi vào đó cà phê để miền trây, miền sạch nâng, bè chi dột đây nâng tựa ôi trong miền sạch nâng vọt với kể khi ọ. Trong này Pro Thiên Gia cung phùm cổ lành, nẹ srei Laon CV bên chạ thá, bà chạ bón ở nhà thô bạn đặt đầy prây giả cúm, đại miên ca ạ nụ nhá bì riêng rọt thà bị bà nục, tớ chùm nói pro chạในภูมิตรเปียงรุมดังจำนวน250เฮกตาร์និងចំណុចអូតាតកចំនួន250ហិកតាដែលនៅលើទីតាំងទាំងពីរនោះមានប្រជាពលរដ្ឋកំពុងរស់នៅនិងអាស្រ័យផលចំនួន46គ្រួសារឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះអភិបាលស្រុកក្រកោលោកតឹមសរិនមានប្រសាសន៍ថាសកម្មភាពចុះវាស់វែងដីធ្លីនៅតំបន់ភ្នំតាដុលនោះគឺលោកមិនដឹងច្បាស់ឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកអះអាងថាមុននឹងមានការសម្រេចឲ្យវាស់វែងឬរក្សាដីព្រៃទុកយ៉ាងណានោះគឺមានក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យជាច្រើនក្រុមក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុដែលអាជ្ញាធរបែរជាដាក់ដីព្រៃសហគមន៍ទៅលើទីតាំងដីព្រៃរេចរិលនិងមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅនោះទេខ្ញុំមិនដឹងថាពលលុយខ្លាំងណាការវាស់ហ្នឹងកន្លងមកយើងមានក្រុមការងាររបស់មូលដ្ឋានចាស់ប្រតិចារមានអីទាំងអស់បញ្ហាដីយើងមិនមែនថានិយាយថាវាត្រឹមត្រូវទាំងអស់ទេធម្មតាប្រជាជននៅតំបន់ក៏ត្រូវតែមានដីនៅទីនោះដែរមន្ត្រីសម្របសម្រួលនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តពោធិ៍សាត់លោកអេងជុនហាថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលគប្បីផ្ដល់ដីព្រៃសហគមន៍ណាដែលមានព្រៃឈើគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍អាចទៅរកអនុផលព្រៃឈើបានជាជាងផ្ដល់ដីព្រៃរេចរិលហើយត្រូវការចំណាយប្រាក់ជាច្រើនដើម្បីដាំដុះព្រៃឈើទាំងនោះឡើងវិញឬក៏អាញាគាត់តែពាក់ព័ន្ធក្នុងការធ្វើអស់នេះគាត់យករួចខ្លួនគាត់ចេះតែវាស់ដីនឹងពីទៅលើដីបោះប្រជាពលរដ្ឋពីទៅលើដីកម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់គេហើយជាថានេះអានេះដីបោះព្រៃសហគមន៍វិញចឹងវាសកម្មជនដីធ្លីនិងព្រៃឈើប្រចាំស្រុកក្រកោខេត្តពោធិ៍សាត់បញ្ជាក់ថានៅអំឡុងឆ្នាំ2012អាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីជំនាញសូរិយោដីមិនបានវាស់វែងចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំង46គ្រួសារនោះឡើយថែមទាំងបានបណ្ដេញពលរដ្ឋទាំងនោះឲ្យចេញពីដីព្រៃសហគមន៍ចំនួន500ហិកតាដែលអាជ្ញាធរបានកំណត់ថាជាដីព្រៃសហគមន៍ឃុំក្បាលត្រាចនោះទៀតផងក៏ប៉ុន្តែក្រមប្រជាពលរដ្ឋមិនព្រមចាកចេញឡើយដោយសំអាងថាខ្លួនបានចូលទៅរស់នៅនិងបង្កបង្កើនផលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយខ្ញុំបាទចិនជេថាវុទ្ធុអាស៊ីសេរីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំង